chốt ý tưởng trên phôi gỗ hoàng đàn quý hiếm. Và sau một thời gian chúng tôi cùng với bác khách bàn bạc và tham luận cả những cái ý kiến của các bạn, thì ngày hôm nay là bác khách đã chốt cái ý tưởng cuối cùng để làm lên trên cái phôi hoàng đàn tuyết Lạng Sơn này. Và trên đây là bản vẽ mẫu dành cho cái tác phẩm này. Ở chủ đề của tác phẩm này thì bác khách muốn hướng tới trọng tâm là gia đình, và điểm nhấn chính là những cái nhân vật ở bên trong gia đình nhà bác đấy. Có 4 người thì có 2 bố con này và có 2 mẹ con, thể hiện ra một cái sự sung túc cũng như là thể hiện một cái sự đầm ấm của gia đình. Bởi vì bác đấy thì đang đặt cái trọng tâm là hướng tới gia đình nhiều hơn. Cho nên là trên đây thì chúng tôi đang vẽ cái bản vẽ mẫu là 2 con gà, 2 con lợn cùng với các cái hoa lá và mây và mặt trời để tượng trưng cho những cái ánh dương, cho những cái điều mà nó khởi sắc tốt đẹp nhất. Đây nhá, cho nên là các bạn hãy ngắm lại một lần cuối cùng cái phôi nguyên bản này trước khi mà chúng tôi sẽ bắt đầu đục chạm với cái nhát đầu tiên. Đấy, để ra ánh nắng này. Đó, cái phôi đang ánh đỏ lên này, màu bánh bật này. Đó, xong rồi lại còn cái lớp tuyết ở trên mặt này. Đấy, lớp tuyết này. Nếu mà mốc nhá, di tay thế này là nó sẽ phải mất đi ngay từ những nhát đầu tiên. Còn đây là tuyết đã bám cho nên là di mãi nó mới đi này. Đấy,